Đồng hồ Đức Duy xin phép được kính chào tất cả các bác. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với phiên video lên sóng ngày hôm nay các bác nhé. Trong phiên video ngày hôm nay, các bác có thể nhìn thấy trước màn ảnh nhỏ của tất cả các bác rồi đấy ạ. Những mẫu đồng hồ mà mặt xanh đỏ tim vàng và những mẫu đồng hồ vàng đúc, những mẫu đồng hồ Thụy Sĩ bọc vàng các bác nhé. Ngoài ra hôm nay em về một lô kính mới toanh, một lô kính cứ phải gọi là rất đẹp. Để các bác cùng sưu tầm, các bác cùng đeo những ngày hè cũng như là các bác đeo cận viện não rất là nhiều các bác nhá. Các bác cứ chờ em 1 phút 13 giây, em sẽ lên sóng đầy đủ các mẫu trong buổi video ngày hôm nay. Còn bây giờ thì các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh để được theo dõi những video mới nhất của bên em nhé. Số Zalo em sẽ ghi trên góc phải màn hình. Các bác kết bạn Zalo 0927 292 292 thì em sẽ tư vấn và cũng như sẽ gửi ảnh tất cả các mẫu trong buổi video ngày hôm nay. Mời các bác quan tâm nhé. Em đi đến mã đầu tiên, đó là một chiếc kính đấy ạ. Những chiếc kính rất là đẹp luôn, những chiếc kính mà các bác có thể nhìn thấy đây. Một chiếc kính 3 mảnh nhá, nhưng mà em lên cho các bác một cặp mắt zone rồi, cặp mắt tròn rất đẹp luôn. Phải có gọi là có đôi mắt thẩm mỹ mới lên được cho các bác một cặp mắt zone như thế này nhá. Nhìn rất là tinh tế, ngoài tinh tế ra còn một cái gì đấy rất là độc. Rất là độc luôn các bác nhá. Một chiếc kính zon hàng lắc kê vàng. Hàng lắc kê vàng hay còn gọi là hàng gold plate đấy ạ. Các bác chiếc này được sản xuất năm Thảo Liên 1980 nhá. Em chỉ là đi sưu tầm cũng như là đi mua những cái gọng mà độc dị lạ, em về em lên cho các bác những cặp mắt cũng gọi là lạ dị độc luôn. Các bác nhìn này, một cặp mắt tròn này. Và có thiết kế cho tất cả các bác, nhìn rất là đẹp luôn. Không những đẹp mà còn phê, không những phê mà còn độc nhá. Một chiếc kính 3 mảnh đã lên cho các bác một cặp mắt tròn, gọng được lắc kê vàng hay gọi là gold plate nhá. Size ngang đang là 127. Size ngang 127 nhá. Với những chiếc gọng zone cũng như là với những chiếc gọng 3 mảnh này thì các bác không phải lo nhá. Các bác về lại, các bác có thể về cắt mắt khác to hơn tùy theo khuôn mặt của tất cả các bác, nhưng mà em đã lên với cặp mắt zone này thì em phải cắt nó size tương đương với 125 cho đến 130 nhá. Nhưng chiếc này em cắt cho các bác 127 rồi. Size 48, cầu kính là 19 và chui kính là 140. Đó. Một cặp mắt tròn, một chiếc kính zone hàng lắc kê vàng. Hai bên có thiết kế hoa văn. Rất là đẹp luôn. Không những đẹp mà còn độc gì lạ này, men club này, để câu lạc bộ đàn ông này. Lên cho em với mã số 1, mã số mở hàng đầu line ngày hôm nay. Nguyên cặp mắt này cũng đã rất là xịn rồi này. Cặp mắt này đã lên cho các bác một cặp mắt cũng rất chi là tốt. Meca nha các bác nhé. Hàng khoan này đa số dùng Meca. Hàng thủy tinh không khoan được đâu ạ. Để các bác cùng chơi mã số mở hàng đầu line nhé. 1.500.000. 1.500.000 lên cho em mã số đầu line nhé. 1.500.000 mã số đầu line. Đẹp lắm, độc lắm các bác ạ. 1.500.000 mã số đầu line. Tiếp tục mã số thứ hai. Mã số thứ hai tiếp tục lên cho các bác một chiếc 3 mảnh. Đây, chiếc này cũng 3 mảnh nhưng mà lên cho các bác một cặp mắt vuông. Một cặp mắt vuông để các bác đeo chơi chơi. Đây, các bác có thể nhìn thấy chữ gold plate chưa? Gold plate là gọi là hàng si vàng. Hàng si vàng hay gọi là hàng lắc kê vàng, được sản xuất năm Thập Liên 1980 nhá. Size 52, cầu kính đang là 21, chuôi kính đang là 145 nha các bác nhá. Các bác nhìn thấy cặp ve này. Cặp ve nhìn rất chất lượng luôn. Đó, hàng lắc kê vàng. Đẹp chưa ạ? Chiếc này thì size đang là size 140. Ồ, chiếc này lên được bác cặp mắt size to rồi. Đó, 140 các bác nhá. Với thiết kế 3 mảnh này thì size to nhỏ chỉnh được nhá. Các bác về bảo thợ cắt cho mắt khác nhỏ hơn, to hơn tùy theo khuôn mặt của tất cả các bác. Đấy, em cũng tất cả các mẫu kính, mẫu nào lên em cũng nhắc đi nhắc lại và cũng như là nhấn mạnh những cái điểm của những chiếc kính 3 mảnh mang lại. Đó là điểm của chiếc kính 3 mảnh là các bác size to nhỏ thoải mái nhá. Các bác về đeo luôn thì đeo mắt dâm này rất là mát mắt luôn. Đã lên có một cặp mắt xanh rồi. Đây,
Papa Hemingway này các bác này, hàng lắc kê vàng như các bác nhá, rất là dày luôn, vàng rất dày luôn. Để các bác chiếc kính này là 1.700.000 nhá, 1.700.000 lên cho mình mã số 2 1.700.000. Mã số 2 1.700.000. Đẹp lắm các bạn ạ. Vàng chưa mòn, chưa bong chóc gì cả. 1.700.000 mã số 2 đã lên cho các bác cặp mắt rồi. Xanh rau muống đẹp tuyệt vời luôn. Tiếp tục em lên chiếc mã số 3. Mã số 3 là em lên một chiếc kính gọng không nhá. Hiện tại đang là chỉ có gọng không thôi. Một chiếc kính này các bác này, với chất liệu là như kiểu là chất liệu acetate hay gì, hay là chất liệu sừng thì cũng không rõ này các bác này. Cơ bản là nó đẹp. Thương hiệu này các bác nhá. Các bác là mà đang có tuổi, đang đứng tuổi rồi thì các bác về lắp mắt dâm viễn cho chiếc kính này thì quá tuyệt vời luôn. Đây thương hiệu Rodi này. Đẹp, chắc chắn, khỏe khoắn. Chất liệu em thấy có kẻ ngang giống sừng lắm các bác ạ. Tạm thời nó gọi là chất liệu sừng nhá, hoặc là acetate gì đó. Xanh ngang đang là 140 nhá. Một chiếc gọng kính chất liệu sừng đi ạ, chất liệu acetate này. Sừng acetate là một hay sao em không rõ. Nói chung là hàng đẹp đã qua chọn lọc để lên cùng cho tất cả các bác cùng chơi nhá. Size 54, cầu kính đang là 20. Được chưa ạ? Để các bác cùng chơi chiếc kính này nhá. Mã số 3, 800k. Đó, hàng còn nguyên tem luôn. 7.000 yên à? 7.000 yên, 1.400.000. Chiếc này là giá tại Nhật đang bán là 1.400.000. Được rồi, để các bác chiếc này là 700 đi ạ. Để các bác chiếc này 700 nhá. Đó, bằng một nửa giá của bên Nhật thôi ạ. 700.000. Mã số 3, 700k. Bền lắm các bác ạ, các bác nói chung chiếc này như kiểu lồi đồng cối đá. Bác nào đang chọn cho mình một, muốn chọn cho mình một chiếc kính chất liệu bằng nhựa, chất liệu bằng nhựa tây, nhựa quý, các bác cũng sổ nhìn qua bản lề này, chất chưa? 700k, mã số 3, nguyên của bản lề không, rất chắc chắn luôn. Tiếp tục anh em chiếc mã số 4 nhá. Mã số 4 em lên một chiếc kính gọng trôn nhưng mà có quả mắt này, thiết kế rất là độc luôn các bác nhá. Tem mác rất nhiều luôn, tem mác luôn này. Săn gì đấy ạ? Kính của nữ à? Một chiếc kính của nữ hay sao các bác ạ? Càng trôn này. Nhưng mà nam nữ đều được nhá, một chiếc kính cổ face glass này của Nhật này. Một chiếc kính cổ các bác nhá. Kính cổ trước này hàng lắc kê vàng đấy ạ. 18.000 yên này rơi tầm 3.600.000 này. 3.600.000 nhá. Các bác nhìn thấy cổ chưa ạ? Nam nữ đều ok đấy các bác nhá. Các bác nam, các bác trai về thay quả mắt viễn vào cũng rất hay. Bởi vì đây là càng chun nhá, đây là càng chun. Face glass này, size 50, cầu kính đang là 16, chu kính đang là 165. Đó, duỗi ra kính sẽ là 165 cơ. Càng chun, hàng lắc kê vàng. Size ngang kính đang là 129 130 đi ạ, gọi là 130 nhá. Một chiếc kính của Nhật bên em đang giao lưu với giá để các bác cùng chơi nhá. Chiếc kính này để các bác là 800.000. 800.000, nam nữ đều ok, size ngang nó là 130. Các bác nam về lắp mắt viễn vào. Các bác nữ bây giờ, các bác gái bây giờ là thiên về hình thức là nhiều. Thì những chiếc kính như thế này, những chiếc kính cổ như thế này, kính xưa như này thì nam nữ đều ok. Các bác nhá, cũng giống như những chiếc đồng hồ mà chỉ có size 31, 32 thôi. Bây giờ thì các bác gái cũng đeo đến 40 rồi. Còn các bác nam thì thích chơi đồ cổ thì các bác đeo những chiếc kính size như thế này là quá tuyệt vời. Cũng như là những chiếc đồng hồ size 32, 33 đeo là kính đồng hồ cổ là quá ok rồi. Mã số 4 để các bác là 800.000 thôi ạ. 800.000 mã số 4, một chiếc kính lắc kê vàng. 800.000. Tiếp tục em lên một chiếc mã số 5. Mã số 5 em lên một chiếc kính Nikon nhá. Một chiếc kính Nikon FB629 này. Đây. Ve zin. Tổng thể còn rất là mới các bác nhá, tổng thể là mới, size 58. Cầu kính đang là 16 và chu kính đang là 145 nhá. Chu kính là 145.
độ mới lên đến 95%. Một chiếc kính size to các bác nhá, chiếc kính size to. Còn chất liệu như kiểu là bằng thép ấy các bác, em thấy có màu giống y lắm. Thép nhưng mà là loại thép siêu nhẹ để các bác đeo sẽ không bị mỏi. Đây, ở bên này còn họ đánh kiểu phay xước nhá. Bên này đánh kiểu phay xước này. Các bác liên tưởng đến chiếc kính này là các bác liên tưởng đến những chiếc kính Solex đòn gánh nhá. Nó giống rất giống những chiếc Solex đòn gánh. Họ thiết kế kiểu mắt treo kiểu như vậy nhá. Hoặc là những chiếc Anga chẳng hạn. Chiếc này size ngang là 140, size quá khủng long luôn. Size quá to luôn các bác nhá. Lycon là một thương hiệu của Nhật các bác ạ, một thương hiệu của Nhật rất chi là nhiều người biết đến luôn. Đây này các bác này, những mối hàn cũng như là những vết chấm hàn rất là gọn gàng. Hàng của Nhật thì các bác khỏi phải lo, khỏi phải chê, khỏi phải bàn luôn. Một chiếc kính Lycon của Nhật các bác phải lắp mắt dâm chiếc này thì quá tuyệt vời luôn. Lên cặp mắt xanh rau muống thì bao phê luôn, cũng như là cặp mắt đen cơn thì quá tuyệt vời luôn. Hoặc bác nào thích về lắp mắt cận viễn não cũng rất là ok, em bán gọng cho tất cả các bác nhá. Bán gọng. Đó, bán gọng không thôi, để các bác gọng này cũng vẫn cứ là 800.000 thôi ạ. 800.000 thôi, lên cho mình mã số 5. Mã số 5 800.000 cho một chiếc gọng kính Lycon Form Solex. Mã số 5 800.000. Có ngay một chiếc mã số 6 phục vụ cho tất cả các bác cùng chơi này. Chiếc kính này thì mới tinh này. Rồi ôi, Titan 22 này. 22.000 yên này. Tầm 4.500.000. Mạ vàng này. Đó, hôm trước em cũng có lên một chiếc kính cũng la lá giống như này. 1.000.000, chiếc này cũng chỉ 1.000.000 thôi. Hàng lắc kê vàng mới lắm các bác, chưa qua sử dụng đâu các bác nhá. Hàng chưa qua sử dụng cho nên các bác khỏi phải lo. Đây chỉ là bụi bẩn thôi. Lau phát đẹp keng. Size 52, cầu kính đang là 16, chu kính đang là 135 nhá. Chất liệu titan đến từ Japan. Ve này, sồi ôi. Cầu quán này, ui càng chân chim này. Đẹp chưa ạ? Quá tuyệt vời luôn các bác ơi. Mới lắm các bác ạ. Mới 100% chưa qua sử dụng nha anh em nhá. Để cho anh em chiếc kính này giá vẫn không đổi 1.000.000. Có tí vàng vào thì để các bác 1.000.000, size mặt đang là 135. Hàng đẹp tuyệt vời, để các bác chỉ có 1.000.000 thôi. Lên cho em với mã số 6 nhá. Mã số 6 các bác mà quan tâm, mã số 6. Size ngang 140. Nhìn quả cầu không đã thì chắc chắn rồi. Đây hiện tại đang còn một mắt đề co nhá. Còn một mắt đề co để các bác về làm mắt mẫu này. Các bác về bỏ mắt này ra. Các bác ra bảo tiệm họ cắt cho. Họ sẽ cắt luôn và ngay, họ không phải đo căn chỉnh nữa. Được chưa ạ? 1.000.000 lên cho em mã số 6 nhá. Một chiếc kính mới tinh. 1.000.000 mã số 6. Tiếp tục mã số 7 anh em ơi. Rồi hôm nay em lên toàn những chiếc kính mới tinh này. Lại làm chiếc kính Lycon nữa. Rồi ôi, 3.600.000 này, 3.500.000 này. Một chiếc kính Lycon lắc kê vàng đẹp tuyệt vời luôn. Nó lau phát là bén bén cạnh cạnh luôn. Ve zin, chiếc này vàng dày quá các bạn ạ. Vàng siêu dày luôn này. Size 54, cầu kính đang là 14, chuôi kính đang là 135 nhá. Mới 99%, lau qua cái là sáng bóng, sáng choang. Mắt này thì mắt ai đeo cũng được. Hoặc là các bác ra tiệm bảo họ nắn cho, họ nắn cho. Các bác thích mắt vuông, họ cũng nắn được, cũng gần giống mắt vuông luôn. Nói chung là form của nó như vậy thì các bác cứ để như vậy nhá. Size ngang đang là 133. Để các bác mã số 7 này nhá. Để các bác mã số 7 này. Lycon này, được chưa ạ? Để các bác mã số 7 này nhá. Thôi thì Lycon để các bác vẫn cứ là 800k thôi. 800k mã số 7 nhá. Mã số 7 800k. Kính Lycon mới tinh. Chưa qua sử dụng đâu các bác ạ. Đó, bên em hầu như bên em các bác mua kính cũ thì bên em chỉ các bác chỉ quan tâm đến gọng thôi nhá. Còn mắt kính là các bác về tự cắt theo khẩu độ mắt của tất cả các bác. Còn những mẫu này mà ví dụ mà em có tồn hoặc là các bác nào không quan tâm thì em sẽ đi lên cho các bác một cặp mắt dâm. Đó, một cặp mắt dâm để các bác kết hợp đeo ngày hè. Tuyệt vời luôn các bác nhá. Nhưng mà những mẫu này thì em lên thì chỉ 1 phút 13 giây là có bác ủng hộ luôn.
Bởi vì sao? Thứ nhất là của Nhật bền, thứ hai là còn mới, thứ ba là thương hiệu rất là ok, như kiểu là ngon bổ rẻ đấy ạ. Mã số 7 800.000 thôi ạ, mới tinh còn nguyên tem mác. Xối lại một chiếc kính còn mới tinh, mã số 8 này 13.000 yên, rơi vào quanh 2.6 triệu, 2.7 triệu này. Một chiếc kính của Nhật đẹp tuyệt vời luôn các bạn ạ. Nguyên quả chữ không nhìn lại thấy uy tín rồi. Thiết kế bằng nhựa nhưng quả vân đồi mồi rất chi là đẹp tuyệt vời luôn. Frame da ban này size 54, cầu kính 18 và chiếc kính đang là 145 nhá. Một chiếc kính của Nhật tiếp theo. Để cho các bác cùng chơi nhá. Đó, sang ngang là 133 này. Các bác về đeo mắt trắng này cũng được, hoặc các bác về thay mắt khác cũng được. Nói chung là bác nào có nhu cầu nào thì các bác quan tâm đến những cầu đấy, các bác chỉ chốt cái gọng thôi. Kính cũ, kính cổ chỉ chốt gọng thôi. Để các bác mã số 8 này vẫn cứ là 700.000 thôi ạ. Kính nhựa này thì tính các bác có 700 thôi. Quá tuyệt vời luôn, nhìn không đã thấy đẹp, xịn, chất lượng, rất bền luôn các bác nhá. Nhìn cái xương không, bên trong nó có xương. À, nhìn cái tay bên trong nó có xương thì nó tạo độ cứng, cũng như là các bác có thể uốn nắn. Đó, uốn nắn nó sẽ không bị gãy. Đó, xương bên trong chạy. 700.000 lên trang về mã số 8 nha anh em nhá. Xe ngang 133. Được chưa ạ? Giá chỉ có 700k thôi. Đó, quay trở lại với phiên đồng hồ ngày hôm nay. Em đã lên đủ 8 mẫu kính cho tất cả các bác cùng chơi nhá. Quay trở lại với phiên đồng hồ, em lên mã số 9 đi ạ. Một chiếc đồng hồ nha các bác nhá. Mã số 9, một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Gimbal. Chạy bộ máy cót tay 23G. Mặt đen bao công, thiết kế kiểu bát quái nhá. Mặt đen bao công, thiết kế bát quái rất chi là đẹp luôn. Size mặt đang là 35. Size 35, vỏ bọc vàng. Nói chung là chiếc này bọc vàng còn rất chi là mượt luôn. Em kết mỗi quả mặt zin, kết mỗi quả mặt bát quái. Trời ơi, quả máy này, quả máy đẹp, sáng choang, đẹp tuyệt vời này. Switch 23G mang thương hiệu Gimbal đến từ Thụy Sĩ, vỏ bọc vàng, size 35. Mã số 9 để các bác cùng chơi nhá. 1.800.000 cho một thương hiệu cổ điển, một chiếc đồng hồ mặt đen siêu tầm. Mặt đen bắt quái siêu tầm, 1.800.000. Mang thương hiệu Gimbal. Mặt bắt quái, mặt đen bắt quái đẹp lắm các bạn. Mặt zin nha các bác nhá. Mặt đen các bác lên chơi mặt zin. Chơi mặt zin sẽ là hợp tình hợp lý. Để các bác cùng chơi, 1.800.000 lên trên mã số 9 nhá. Mã số 9. Một chiếc đồng hồ siêu tầm, một thương hiệu siêu tầm. Gimbal có chữ G ở đây. Tiếp tục quay trở lại với mã số 10. Mã số 10, đây là một chiếc đồng hồ hàng hiệu chính hãng nhá. Một chiếc đồng hồ hàng hiệu chính hãng có thiết kế form tanh rất đẹp và phê luôn này các bác này. Dây này là dây 20 nha các bác nhá. Dây 20. Đó, dây 20 là form tanh. Vỏ thép inox size ngang 25, úi sổ size chuẩn tanh luôn các bác ạ. 32, 38 này. 39 này, sổ đẹp quá các bạn. Với thương hiệu Coax là một thương hiệu thời trang, hàng chính hãng các bác nhá. Hàng chính hãng đấy ạ. Chỉnh quả giờ đi các bác ơi. Đó, chỉnh quả giờ tí đeo luôn các bác ạ. Đây, lên tay này các bác này. Dành cho bác nào mà tín đồ của những chiếc đồng hồ tanh. Quá đẹp tuyệt vời luôn. Gimbal. À đâu, Coax. Mã số 9 mới là Gimbal. Coax form tanh. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhá. Một thương hiệu thời trang rất chỉ là mạnh mẽ luôn này. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này, hàng siêu tầm nhá.
hàng sưu tầm, hàng thời trang thì các bác biết rồi, hàng thời trang thì thật sự các bác còn rất là cao tiền, các bác mua mới rất rất cao luôn, kể cả những chiếc đồng hồ pin cho đến chiếc đồng hồ cơ. Thì chiếc này em cũng mua căng tay rồi, để các bác cùng chơi chiếc này nhá. 1.800.000 tiếp theo đó, các bác có thể so sánh hai mẫu này, các bác có thể chọn mẫu cốt cổ cũng được, hoặc các bác có thể chọn mẫu pin pin đời mới, pin đẹp, pin Thụy Sĩ, pin chính hãng, pin thương hiệu mạnh, tùy các bác nhá. Đó, em bán đồng giá 1.800.000, chiếc này cũng 1.800.000. Các bác nào mà thích nhìn form tanh thì nhìn chiếc này thì đảm bảo các bác là mê luôn, lên tay thì hết lực chấm luôn, quá đẹp tuyệt vời các bác ạ. Mã số 10, 1.800.000 đó. Giá có thể cao hơn những chiếc đồng hồ pin khác thì các bác cứ tham khảo nhé, các bác cứ tham khảo giúp em. Mã số 10, 1.800.000. Tiếp tục, em làm chiếc mã số 11. Mã số 11, em làm chiếc đồng hồ mang thương hiệu Rotary nhá. Rotary mặt xanh. Hôm nay em lên một cơ số mặt xanh các bác ạ. Mặt xanh phong thủy. Chiếc này lại mở máy giật lúm rồi. Mở máy trong Zalo đi các bác ơi. Mã số 11, nó làm chiếc đồng hồ Rotary đến từ Thụy Sĩ nhá. Vỏ bọc vàng, mặt xanh cửu long, xanh ngang 31, chạy bộ máy cơ auto 3 kim 2 ô cờ lịch. Rotary cũng là một thương hiệu của hình cánh chim này. Cũng của Thụy Sĩ. Mã số 2, mã số 11 để các bác cùng chơi chiếc này nhá. 2.500.000 thôi ạ. 2.500.000 cơ auto đến từ Thụy Sĩ. Được cái form vuông, lại là một chiếc đồng hồ cũng tự đề form tanh. Rotary mã số 11. 2.500.000. Vỏ bọc vàng, đáy thép inox cơ auto đến từ Thụy Sĩ, form tanh vuông. Có ngay một chiếc mã số 12 các bác ơi. Mã số 12 nó làm chiếc đồng hồ Phantom, sổi hồ Phantom Watch này. Mặt lại mặt xanh ngọc luôn, sổi hồ. Lại làm chiếc đồng hồ mặt xanh luôn. Size mặt đang là 32,5. 33 đi ạ, làm tròn 33 đi, 32 mấy này. Đó, làm tròn 33 nha các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ cơ cổ có tay, mặt xanh có hình bông hoa ở giữa này, ba kim có thêm một ô cờ lịch nhá. Được cái vỏ thép quân đội này các bác nhá, vỏ thép quân đội để các bác có thể nhìn này. 1976 này, không biết đây là sản xuất năm 1976 hay là series 1976 nhá. Nói chung là chiếc này cũng được sản xuất mấy chục năm rồi. Vỏ thép cứng cáp chắc chắn khỏe khoắn, mặt độc, mặt zin nhá, chiếc này mặt zin này, mặt xanh zin. Để các bác cùng chơi chiếc này mã số 12 nhá, giá vẫn cứ là chỉ có 1.800.000 đồng. Hàng siêu tầm, phục vụ tất cả các bác cùng chơi nhá. 1.800.000 đồng. Mã số 12. Cốc tay mang thương hiệu Phantom. Rolls-Royce Phantom đó. Một triệu 800.000 đồng, mã số 12. Vỏ thép hàng quân đội. Mã số 12, 1.800.000 đồng. Có ngay một chiếc mã số 13, úi xui, các bác thấy chưa? Đã bảo hôm nay em lên cho các bác những chiếc đồng hồ mà mặt độc dị lạ luôn. Một chiếc đồng hồ mang thêm Oris, chân càng cua này, béo ngậy này. Quá tuyệt vời luôn các bác ạ. Đẹp lắm các bác ạ, mới tinh. Chạy bộ máy cót tay hoàng của Thụy Sĩ nhá. Chiếc này là phiên bản đời mới. Size mặt đang là 35,5. Cho là 35 đi ạ. Làm tròn 35 rồi, sắp hơn 35 tí. Đó, Oris, một thương hiệu của Thụy Sĩ. Chiếc này thì được sản xuất sau này thôi. Mẫu này, những mẫu mã này là sản xuất sau này nhá. Lên trang về mã số 13 tiếp theo này. Chạy một máy cốt tay hàng của Thụy Sĩ này. Oris này. Chiếc này, những chiếc này các bác đấu nhật vẻ rất là cao luôn. Chiếc này thì em mua của bác sưu tầm thì cũng giá tốt thôi. Các bác đấu nhật chiếc này loanh quanh 2 triệu mấy luôn ấy. Để các bác cùng chơi chiếc Oris này nhá. 1.600.000 thôi ạ. 1.600.000 thôi. Một chiếc đồng Oris. Chân càng độc, size 35, chạy bộ máy cốt tay, mặt xanh, vân kẻ, puperi. Vỏ trắng, chân càng cua, 1.600.000 đồng.
bác nào quan tâm lên cho em mã số 13. Mã số 13, 1.600.000. Tiếp tục mã số 14 anh em ơi. Mã số 14, một chiếc đồng Orient Bambilo nhá. Chiếc đồng Orient Bambilo. Chạy bộ máy cơ auto. Một bộ máy cơ auto hàng của Japan nhá. Size mặt đang là 41. Đó, những mẫu đồng hồ đời mới này thì đeo rất là trẻ trung các bác ạ. Rất là trẻ trung. Vỏ mạ vàng, chạy bộ máy cơ auto. Những cỗ máy này là những cỗ máy rất là giống những cỗ máy SK này các bác ạ. Rất giống những cỗ máy SK xưa. Sau này họ nghiên cứu, họ tái bản ra những đó là những chiếc đồng hồ Orient Bambilo nhá. Mặt trắng, 3 kim, 1 ô click. Chiếc này để các bác cùng chơi là hàng dùng rồi này. Hàng lướt dùng rồi, để các bác cùng chơi chiếc này là 1.600.000 đồng tiếp theo. Đó, vẫn là 1.600.000 thôi. Hàng loanh quanh chỉ 1 triệu ít thôi, phục vụ tất cả các bác cùng chơi. Đó, bên em thì lên đa số sẽ lên hàng tầm trung, giá hợp lý tất cả các bác cùng chơi. Cũng có những chiếc đồng hồ 5-7-10 triệu cũng có. 1-2-3 triệu cũng có, thậm chí 5-7 trăm cũng có nhá. Đó, tất là tật, tất cả các mẫu đồng hồ làm em cảm thấy giá tốt hợp lý thì lên cho tất cả các bác cùng chơi, cùng sưu tầm và cùng nghiên cứu, cùng giao lưu nhá. Mã số 14, 1.600.000 đồng. Size 41 vỏ mạ vàng. Tiếp theo, mã số 15 các bác ơi. Mã số 15, một chiếc đồng hồ limit nha các bác nhá. Một chiếc đồng hồ limit đến từ Thụy Sĩ. Vỏ bọc vàng, cả dây lụa đẹp lắm các bác ạ. Size ngang là 29 nhá. 29 mà nhân với 28 này. Tính tròn ra là sẽ tương đương với 33 tròn, 34 tròn. Đây. Họ 34 35 tròn. Vỏ bọc vàng, dây lụa đẹp lắm các bác ạ. Dây lụa đẹp lắm nhá. Đeo một cái gì đấy rất chi là sang chảnh luôn. Limit đến từ Thụy Sĩ. Để các bác cùng chơi mã số 15 nhá. Số gì 15 thì các bác 15. 15 thì 1.500.000. Đó, mã số 15, 1.500.000. Lên trên mã số 15. Một triệu 500.000, mã số 15. Tiếp tục mã số 16 các bác ơi. Em lên một chiếc đồng hồ Tanan, đấy, chặt chà. Một thương hiệu cũng rất chi là lạ đó. Cũng có thể là tên một thương hiệu đồng hồ, cũng có thể là tên một cái kỷ niệm gì đó các bác nhá. Cót tay 17G này. Size mặt đang là size 33 các bác nhá. Size 33, vỏ bằng vàng đúc nguyên khối. Tiếp theo, vỏ vàng 14K585 nhá. Đó, hơi khó nhìn một chút xíu. Đây. Đây là chỗ này là chỗ triện 14K585. Nói chung là bán bảo hành cho tất cả các bác sẽ là vàng nguyên khối nhá. Vàng nguyên khối 14K. Chạy bộ máy cót tay. Size chiếc này rất là ok. Size em vừa đo là 33 nhá. Size 33. Ở những chiếc đồng hồ vàng đúc mà size 33 thì thật sự quá là tuyệt vời rồi. Vàng đúc nhiều cái còn size 30, 31. Chiếc này size 33 thì quá là ok. Phục vụ tất cả các bác cùng chơi và cùng sưu tầm những chiếc đồng hồ vàng đúc bằng từ Thụy Sĩ nhá. Chiếc này để các bác cùng chơi này giá chỉ có 11 triệu thôi. 11 triệu thôi, lên cho em mã số 16 nhá. 11 triệu mã số 16, đổi lại các bác được một chiếc đồng hồ cót tay bằng vàng đúc. Cót tay vàng đúc nhá. 11 triệu lên cho em mã số 16. Cót tay vàng đúc 14K đến từ Thụy Sĩ. Mặt trắng chảy tia. 3 kim thôi ạ, chiếc này không có lịch.
mã số 16. $11 triệu mã số 16 nha các bác nha. Tiếp tục mã số 17 các bác ơi, lại làm chiếc đồng hồ vàng đúc nữa nha. Lại làm chiếc đồng hồ vàng đúc nữa các bác ạ. Rồi ôi, một chiếc đồng hồ Sunli Special 21G có tay đến từ Thụy Sĩ này. Chiếc này cũng sồi vàng 18K đúc hồng luôn các bác nhá. 18K ánh hồng luôn này. Đây chiếc này chuyện rõ ràng hơn này. Chiếc kia này có thể là bị mòn rồi, hàng lâu năm rồi. Chiếc này thì hàng mới hơn. Nhưng mà lại vàng 18K chắc chắn sẽ phải là cao hơn nhá. 18K chuyện đầu đầm, đầu bà đầm này, cán búa này, series này, đầy đủ hết các bác ạ. Nói chung là một chiếc đồng hồ vàng đúc 18K để bác cùng sưu tầm nhá. Size mặt đang là 33. Tiếp tục lại làm chiếc đồng hồ vàng đúc size 33. Mặt trắng chảy tia 3 kim. Mà thôi để các bác cùng chơi chiếc này mã số 17 nhá. 18K để các bác mã số 17 này. Thôi thì để các bác là 13 triệu. 13 triệu. Đó, 13 triệu thôi ạ. Mã số 17, 13 triệu. Bác nào thích vàng, bác nào hợp mệnh vàng, bác nào hợp với vàng, các bác có thể chốt những chiếc đồng hồ. Như kiểu là hợp vàng, mẹ thích đồng hồ đó, có thể chốt luôn. Chiếc này 18K mà chỉ có 13 triệu thôi. Size 33, có tay đến từ Thụy Sĩ. Mã số 17, 13 triệu. Tiếp tục anh em chiếc mã số 18 nha các bác nha. Mã số 18 em lại lên một chiếc đồng hồ mặt xanh nữa. Ủa, xanh zin nha các bác nhá. Hôm nay em lên đều là những chiếc đồng hồ mặt zin hết. Những chiếc đồng hồ ngày hôm nay em lên đều là mặt zin. Bảo hành tất cả các bác luôn. Các bác cứ check thầm thoải mái nha. Mã số 18. Tiếp tục anh em chiếc đồng hồ mang thương hiệu Citizen. Chạy bộ máy cót tay như là cái zin cả dây. Chiếc này rẻ thôi. Hàng cót tay rẻ, Citizen rẻ thôi, để các bác giá chỉ có 1.200.000 thôi. 1.200.000 thôi mà zin cả dây luôn các bác nhá. Size mặt đang là 34, vỏ toàn thân là thép inox. Đó. Để các bác 1.200.000 thôi, bác nào quan tâm thích mặt xanh, hợp mệnh mặt xanh có thể làm luôn em này. Đó. Quá là ok, quá tuyệt vời luôn, giá chỉ có 1.200.000 thôi, bằng một chiếc đồng hồ pin thôi. Các bác nhá. Chiếc đồng hồ có tay thì nó bền với 5 tháng rồi. Bền với thời gian, bền 5 tháng. Size đẹp, vỏ đẹp, độ mới cực kỳ cao. Trục tung hoành cũng có mà mặt xanh cũng đẹp. Citizen 1.200.000 mã số 18. Một triệu hai mã số 18 giúp em, các bác quan tâm kết bạn Zalo giúp em nhá. Đó, mã số 18. Có ngày một chiếc mã số 19 lại làm chiếc đồng hồ Citizen nữa các bác ạ. Số chiếc này cũng lại zin cả dây luôn các bác này. Nhưng mà chiếc này là của bản phản lực, bản Z, bản phản lực nhá. Có thể đắt hơn vài trăm nghìn thôi. Đó. Size mặt đang là 37, 38 luôn các bác ạ. Chạy bộ máy cơ auto răng cưa, hàng của Citizen Z này. Để các bác cùng chơi chiếc đồng hồ này nhá. Citizen để các bác cùng chơi này. Chạy bộ máy cơ auto 21 chân kính thì phải, đây là con số 21 này. Auto date này. Ba kim, hai ô cửa lịch, mặt trắng tinh khôi nhá. Để các bác cùng chơi chiếc này nhá. Chiếc kia 1.2 mà lại có tay lại zin, chiếc này thì để các bác 1.6 đi ạ. 1.6 nhá. Máy răng cưa đẹp tuyệt vời luôn, size to, vỏ đẹp. Zin toàn bộ 100% cả dây cả khóa luôn. Được chưa ạ? Một ô cửa lịch để các bác có thể xem lịch luôn. Để các bác mã số 19, 1.600.000 đồng. Một triệu sáu mã số 19.
Citizen ra bản hàng nội địa những năm Thổ Liên 197X luôn các bác nhá. Bản Z, bản phản lực là bản rất là nhiều bác quan tâm này. Mã số 19 1.600.000. Auto, răng cửa, vỏ thép, size to. Mã số 19 giúp em. Đó, tiếp tục em lên chiếc đồng hồ quả quýt đi ạ. Một chiếc đồng hồ quả quýt mang thương hiệu Helier Michel này. Helier Michel này các bác nhá. Michael Michel gì đó. SISV Silver 925 này. Chiếc này bằng bạc nhá các bác nhá. Chiếc này vỏ bạc đúc. Vỏ bạc đúc và size mặt đang là 36 nhá. Đó, các bác có thể về lên tay cũng được, về thiết kế quýt lên tay cũng rất hay, với size 36 size quá tuyệt vời luôn. Size lý tưởng rồi. Chạy máy pin của Nhật nhá. Có chuyện khắc Silver 925 ở đây. Bảo hành tất cả các bác luôn, sẽ làm chiếc đồng hồ pin của Nhật cũng như là một chiếc đồng hồ vỏ được thiết kế bằng bạc đúc nguyên khối. Để các bác cùng chơi chiếc này, giá là chỉ có 1.500.000 đồng thôi ạ. 1.500.000 đồng các bác nhá. Lên giúp em mã số quả quýt. Mã số cuối live ngày hôm nay. Cuối phiên đồng hồ ngày hôm nay. Sau em sẽ lên một số quân tư trang để các bác cùng chơi nhá. 1.500.000 đồng lên cho em mã số quả quýt nhá. 1.500.000 mã số quả quýt. Đó, tiếp tục em lên một mặt dây chuyền đi ạ. Một mặt dây chuyền đó là một mặt dây chuyền hình con đại bàng. Hình con đại bàng bằng bạc, bạc ngoại nhá. Bạc ngoại này các bác là có thể đeo chơi đeo kết hợp phối đồ mix đồ với quần áo. Một chú chim đại bàng đang tung cánh đang bắt mồi hay gì đó này. Nói chung là kiểu tung cánh này, kiểu dương chân này ra là kiểu đang phi bắt mồi. Để các bác cùng chơi mặt đại bàng này nhá. Bạc xưa này, bạc cổ này, bạc ngoại này. Để các bác mặt này giá là 800.000. 800.000 cho một mặt đại bàng. 800.000 nha các bác nhá. Bảo hành các bác sẽ là bạc ngoại, bạc xưa. Trọng lượng thì em không nói bởi vì là bán tác phẩm cho tất cả các bác này. 800.000. Đó. Có một số mẫu nhẫn, một số mẫu dây thì em chỉ lên nhanh cho tất cả các bác cùng quan tâm thôi. Tiếp tục em lên một mẫu nhẫn nữa, một mẫu nhẫn phun đá, lại là một mẫu nhẫn của ngoại tiếp theo. Phun đá các bác này. Đó, size 17.5 nhá. Size 17.5 ạ. Bác làm tay 17, tay 18 đeo rất là ok. Đó, đây như tay em đang tay 18 em vẫn đeo được này. Tay của em đang là 18 nhá. Nói chung đeo vẫn ok thôi. Bởi 17.5 với cả 18 không hơn nhau là mấy. Được cái chiếc nhẫn này nhẫn của ngoại, được đính phun đá này các bác này. Đính phun đá hai bên. Bốn hàng đá luôn, rất là nhiều đá luôn. Cái công phu của nó, cái tỉ mỉ của nó cũng đã là vài trăm nghìn rồi. Nguyên cái khuôn làm công làm rồi. Đây 925 đây, chuyện khác rõ ràng. 925 CZ này. CZ này như là đá này, đá CZ này. Để các bác cùng chơi chiếc nhẫn này nhá. Hàng siêu tầm, nam nữ đều ok này. Nam tay nhỏ mà nữ thì tay 17.5 này ai đeo cũng được. Để các bác chiếc nhẫn này nhá. Giá vẫn là 800.000 để các bác cùng chơi. 800.000, bốn hàng đá, rất là nhiều đá luôn. Một chiếc nhẫn tác phẩm, một chiếc nhẫn hàng đeo trẻ đẹp. Hàng ngoại luôn các bác nhá. Tiếp tục lại là một mẫu kính hàng, một mẫu nhẫn hàng ngoại. Để các bác là 800.000 thôi. Lên cho em mã số nhẫn ngày hôm nay. Đó, mã nhẫn 800.000 size 17.5. Tiếp tục lại là một mã mặt nữa các bác nhá. Một mã mặt nữa em lên cho các bác một quả mặt này, mặt lại là mặt Thạch Anh nhá. Mặt Thạch Anh. Thạch Anh tóc này các bác này. Đó, Thạch Anh tóc các bác nhá. Thạch Anh cũng có nhiều loại Thạch Anh, nhưng mà em thấy các bác chơi đá các bác thường bảo Thạch Anh mà có tóc thì mới là hàng giá trị cao, nhưng mà cũng không phải là quá cao đâu. Vậy cũng chỉ là Thạch Anh thôi các bác nha. Ok, đã lên cho các bác một cái móc rồi. Đã lên các bác một cái móc này để các bác phải sẵn đeo thôi. Tạm thời đặt tên cho viên này là viên Thạch Anh giọt nước này. Size mặt đang là size ngang là 27 này. Viên đá rất to luôn, 47 luôn này. 27 x 47, viên đá to. Viên đá Thạch Anh tự nhiên và thiên nhiên. Để các bác cùng chơi chiếc này thôi thì vẫn phải là 800.000. 800.000 nhá. 800.000.
Tiếp theo lên cho em mã số 800.000. Đã lên cho các bác một móc bạc để các bác về sẵn đeo nhá. Bác nào hợp mệnh, đó, hợp mệnh có thể đeo luôn những chiếc này. 800.000 lên cho em mã mặt. Tiếp tục nó là một sợi dây, một sợi lắc tay nhá. Một sợi lắc tay để các bác đeo này. Trên chất liệu bằng trên chất liệu là bọc vàng nha các bác nhá, bọc vàng. 1/10 12k. Chiếc này là lõi bạc các bác nhá, chiếc này là lõi bạc. Lõi bạc bọc vàng bên ngoài 1/10 12k trên chất liệu bạc các bác ạ. Bạc là đồng bảng Anh đấy ạ. Đây hình cánh chim giống của Harley Davidson này. Bọc bạc bên bọc vàng bên ngoài, lõi trong là bạc đây các bác có thể nhìn thấy trắng này. Được chưa ạ? Hàng ngoại siêu tầm. Tiếp tục lại một sợi dây hàng ngoại siêu tầm. Rất là dài luôn các bác nhá. Chiếc này dài 15 16. Dài khoảng 18 ạ, chiếc này dài khoảng 18. 18 hoặc hơn 18 thì đó các bác nhá. Bạc bọc vàng hàng xưa, hàng ngoại để các bác cùng chơi sợi dây này nhá. 1.200.000. 1.200.000 một sợi dây lắc tay. 1.200.000 thôi ạ. Lên cho em mã số lắc tay. Cũng là mã số cuối live ngày hôm nay, cuối phiên ngày hôm nay. Đó. Bây giờ thì em xin phép là dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo của Văn Đức Duy các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh, ủng hộ kênh được theo dõi những video mới nhất của shop. Bây giờ xin phép xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác.